Chiến thần marketing McDonald với 10 ý tưởng quảng cáo sáng tạo cực chất. Được mệnh danh là bậc thầy sáng tạo trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời, McDonald luôn biết cách tạo ra những chiến dịch độc đáo, thú vị, mang về hiệu quả truyền thông khá lớn. Chiến dịch Weather Reactive Outdoor dự báo thời tiết cùng biểu tượng các món ăn của McDonald. Từ các icon món ăn quen thuộc kết hợp với tin tức của MidOffice, McDonald đã xuất sắc tạo nên bản quảng cáo thời tiết vô cùng độc lạ. Billboard quảng cáo tích hợp biển chỉ đường. Ông hoàng quảng cáo McDonald dường như không bỏ qua bất cứ phương thức nào để gợi nhắc khách hàng đi đến cửa hàng dùng bữa. Vừa tích hợp biển chỉ đường lẫn quảng cáo, hãng đã đặt hai billboard gần nhau tạo cảm giác thúc giục dẫn khách hàng đến McDonald gần đó. Quả thật chiến dịch OH này siêu đơn giản nhưng mang về hiệu quả truyền thông cực cao phải không nào? Khoai tây chiên thắp sáng bầu trời đêm. Nếu ban ngày biển quảng cáo của McDonald chỉ giống với hình gói khoai tây chiên bình thường, thì về đêm các tia sáng chiếu từ dưới lên thẳng bầu trời mang đến hiệu ứng tuyệt vời. Quả thật ông hoàng quảng cáo đã làm rất tốt công việc truyền tải thông điệp khoai tây chiên dẫn tới thiên đường. Cà phê miễn phí khổng lồ ngoài trời. Nhằm quảng bá cho chương trình cà phê miễn phí, McDonald đã cho đặt mô hình khổng lồ của một cốc cà phê đang được rót đầy bởi bình cà phê từ trên cao đổ xuống. Ý tưởng quảng cáo ngoài trời này ngay lập tức gây chú ý và khiến mọi người sửng sốt bởi kích thước của các mô hình, đem lại cảm giác tỉnh táo năng lượng cho ngày dài làm việc. Brownies bông salad luôn tươi và luôn ngon. McDonald trang trí một nhà chờ xe buýt bằng tấm poster với món salad rau củ tươi rói đang ẩn hiện sau lớp kính trong suốt đậm hơi nước, cùng với logo chữ M quen thuộc của thương hiệu. Nhìn từ xa, nhà chờ xe buýt trông giống như một chiếc tủ lạnh đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thực phẩm tươi ngon. Sức hấp dẫn không thể cưỡng lại của khoai tây chiên. Eye on your fry, đúng chất là quảng cáo hài hước táo bạo mà McDonald đã triển khai. Hãy để mắt đến hộp khoai tây chiên của bạn trước khi bị ai đó trộm đi. Tấm billboard hình khoai tây chiên khổng lồ được đặt trên tòa nhà chọc trời cùng hiệu ứng như có ai bên trong đang định thó chúng đi. Quả thật sức hấp dẫn của những miếng khoai tây vàng rụm khiến bất kể ai cũng đều muốn đứng dậy mua ngay một chút về nhâm nhi phải không? Billboard xây khách sạn cho ông từ biển quảng cáo. Người hùng McDonald lại một lần nữa ghi điểm trong mắt công chúng khi thực hiện một chiến dịch quảng cáo ngoài trời vô cùng nhân văn. Xây dựng nguyên căn hộ trú ngụ cho loài ong 24/7 bằng chính các tấm biển billboard. Dự án được thực hiện tại Thụy Điển khi mà loài ong hoang dã nơi đây có nguy cơ liệt vào danh sách bị đe dọa. Thay vì các tấm 2 flat như bình thường, thì mặt trước bảng quảng cáo được làm bằng gỗ và đục các lỗ nhỏ xíu, giống như cánh cửa ra vào tổ của loài ong. McDonald cũng rất sáng tạo khi tích hợp nhà chờ xe buýt làm từ gỗ và tổ cho các chú ong nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc chăm chỉ. Để quảng bá cho món sinh tố dâu tây mới ra mắt tại Canada, McDonald đã tạo ra nhà chờ xe buýt 3D đầy sáng tạo với biểu tượng hình trái dâu ngọt ngào. Vách nhà chờ được phủ lên một chất liệu đặc biệt giúp mô phỏng hình dáng và kết cấu của trái dâu tây. Thương hiệu không quên gắn thêm những chiếc lá để tạo thành cuốn quả cho sinh động, kèm theo nhãn dán ghi Real Fruit Smoothie và logo vòng vàng để mọi người nhận biết. Đếm ngược ngày hết cà phê miễn phí cùng McDonald, vẫn là quảng cáo tại nhà chờ xe buýt, nhưng lần này McDonald đã phát huy hết sức khả năng sáng tạo của mình khi biến tủ kính đựng cà phê thành một chiếc thang đo biểu thị thời gian hết hạn sự kiện phát cà phê miễn phí. Nằm trong chiến dịch quảng bá sự kiện khuyến mại chuỗi cà phê của McDonald, cứ mỗi ngày trôi qua lượng hạt cà phê sẽ vơi đi một chút. Nhìn vào tủ kính này, bạn có thắc mắc là ai đã kỳ công bút bỏ từng chút cà phê ra khỏi tủ kính hay không? Quả thật, McDonald chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Nếu bạn biết đến chiến dịch nào của ông hoàng quảng cáo này thì bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo ngoài trời nha.